Xin chào cô chú anh chị đã đến với kênh Nhà Đất Hiếu Nghĩa nha. Hôm nay em có mặt tại huyện Thạnh Hóa nè, tỉnh Long An, và em cũng quay đề view gửi bán đến cô chú anh chị mình một lô đất với tổng diện tích là 10.500 mét vuông nha quý anh chị. Ngang á là 41 mét, nối liền với con lộ đá xanh, ô tô, xe tải, điện, nước là ngay đất luôn. Trước đất có view kênh sáng lớn luôn nha quý anh chị. Và dài á là 260 mét nha quý anh chị. Thì trên mảnh đất mình là có thêm là 2.500 mét vuông là đất thổ cư, còn lại là đất lúa nha quý anh chị. Còn phần quy hoạch của đất mình á là cho quý anh chị mình chuyển đổi lên đất vườn, đất cây hàng năm để thích hợp cho quý anh chị mình trồng cây ăn trái luôn nha. Và trên mảnh đất mình là cộng thêm là một căn nhà cấp 4, nhà cấp 4 là nhà kiên cố nha quý anh chị. Nên khá là đẹp cho quý anh chị mình mua đi ở định cư rồi mình trồng cây ăn trái luôn quý anh chị ơi. Xung quanh thì chủ đã có trồng mít nè, rồi mai nè, còn ở sau lưng thì chủ đang trồng chanh không hạt và những cây ổi gobi nha quý anh chị. Thì em đang đi về sau quay vườn chanh gửi đến quý anh chị mình cùng xem tham khảo, gửi đến cô chú anh chị mình. À, thích trồng cây ăn trái luôn hoặc là mình thích có thu nhập liền tay luôn quý anh chị ơi. Thì chanh không hạt thì em thấy cũng khá là lớn luôn rồi quý anh chị. Và trên mảnh đất mình á hiện tại là có hai ngôi mộ của ông bà, nên khi quý anh chị mình mua thì chủ sẽ tới ngày thanh minh sẽ di dời hai ngôi mộ của ông bà đi nha quý anh chị. Điện là có kéo ra sẵn ngay vườn chanh cho quý anh chị mình luôn nha, nên có máy để tưới tiêu luôn quý anh chị ơi. Còn phần ganh gấp á, thì sổ hồng sẵn sàng, ganh gấp rõ ràng, công chứng trong ngày cho quý anh chị mình được luôn nha. Thì chanh không hạt này cũng có khá là lớn luôn quý anh chị. Thì chanh này chắc tầm khoảng là 15 tháng á, cũng đang cho trái luôn quý anh chị ơi. Thì quý anh chị mình biết giá chanh hiện tại bây giờ giá cũng rất là cao luôn. Thì khi quý anh chị mình mua lô đất này thì sẽ có thu nhập liền tay luôn quý anh chị. Thì chủ cũng có trồng mấy cây ổi gobi nữa nè quý anh chị. Nên câu về là có ổi ăn luôn quý anh chị ơi. Và chủ chào bán với giá là chỉ có 2 tỷ 7 là giá hết đất luôn nha quý anh chị, bao gồm nhà cửa này kia là giao hết luôn cho quý anh chị mình luôn nha. Quý anh chị mình cần biết thêm chi tiết thì hãy liên hệ trực tiếp với Hiếu Nghĩa nha. Số điện thoại của em là 0816 55 66 39. Em sẽ kết nối cho quý anh chị mình xem đất thực tế luôn ạ. À.